Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 tháng 10 âm lịch, ăn no lộc trời, công danh thăng tiến, giàu sang chóng mặt. Quý vị thân mến, khi bước sang những giai đoạn mới thì có lẽ là chẳng có ai không mong muốn cuộc sống của mình tốt đẹp. Có một tháng làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn hạnh phúc ấm êm, chẳng có nhiều điều phải lao tâm khổ tứ. Tuy nhiên thì số mệnh con người tốt hay xấu thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Và trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ luận giải về hung cát và vận trình của người tuổi Nhâm Tuất 1982 trong tháng 10 âm năm 2023. Đặc biệt, theo các bậc thầy tử vi, trong tháng 10 âm lịch sắp tới đây, người tuổi Nhâm Tuất sẽ đón những bất ngờ trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Vậy để biết may mắn hay vận hạn đến với người tuổi như thế này, xin mời quý bản mệnh hãy chiêm nghiệm luận giải lá số trong video ngày hôm nay. Người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 có bản tính chính trực, thành thật và thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa, trưởng nghĩa. Người tuổi này sống có trách nhiệm, kiên trì, vì vậy luôn đạt được thành tích tốt trong công việc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng rất dễ làm mất lòng những người xung quanh vì tính cách đôi khi dễ bốc đồng, luôn trân trọng những người đã giúp đỡ mình và đồng thời sẵn sàng quay lưng với những người chơi xấu, lợi dụng mình. Trong tháng 10 năm 2023 âm lịch, người tuổi Nhâm Tuất khá chủ động trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Công việc cũng nhờ thế mà được thúc đẩy nhanh chóng. Vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này cũng trở nên rực rỡ hơn. Việc làm ăn hanh thông thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận. Bản mệnh tuổi Nhâm Tuất gặp tháng 10 thuộc tương sinh nên thuộc tốt, dễ gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, bản mệnh dễ vì nóng vội, nóng tính mà tốt hóa xấu. Quý anh chị nên xem mệnh, trở mệnh, tu dưỡng để công việc sự nghiệp hanh thông hơn. Tài thần ở phương vị Tây. Tuy nhiên, người tuổi Tuất nên tránh nóng vội, hấp tấp, kiêu căng, cảm xúc mà cát hóa hung. Cụ thể, tử vi chi tiết từng phương diện của người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 10 âm lịch. Về sự nghiệp, bước sang tháng 10 âm lịch, đường công danh của người tuổi Nhâm Tuất chịu ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Đất Mộ nên có thể gặp những trở ngại nhất định. Đây sẽ là một tháng có nhiều thách thức nhưng cũng không ít cơ hội song hành. Vượt qua được khó khăn trước mắt, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Mộ cung là nguyên nhân chính khiến công việc rơi vào tình trạng trì trệ. Nhiều việc phải làm nhưng làm mãi mà mọi thứ vẫn ngổn ngang, chẳng có cải thiện là bao. Có những lúc bản mệnh cảm thấy uể oải, mất phương hướng, thậm chí nghĩ tới chuyện bỏ cuộc nửa chừng cũng vì thế. Tháng này tâm lý của bản mệnh cũng khá thất thường, suy nghĩ và hành động đôi khi có phần cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Lời khuyên dành cho con giáp này là nên lấy hòa khí làm trọng, dù là trong công việc hay các mối quan hệ khác, như vậy mọi việc mới diễn ra suôn sẻ. Trong quá trình làm việc, tí chủ cần xử lý tình huống linh hoạt hơn, tránh sự bảo thủ, không chịu nghe lời khuyên nhủ của người khác. Hãy biết cách lắng nghe và đón nhận góp ý một cách chọn lọc. Bản mệnh không cần phải từ bỏ chính kiến của mình, mà nên tiếp nhận những điều tốt để ngày càng hoàn thiện bản thân, theo kịp xu hướng chung của hiện tại. Bản thân cũng nên suy nghĩ tích cực, có thể làm việc độc lập nhưng chớ đặt lịch cá nhân lên trên tập thể. Sức mạnh tập thể sẽ giúp bản mệnh có nhiều bước tiến xa hơn trong tháng. Muốn làm việc lớn chỉ dựa vào sức mình thôi chưa đủ, cần liên kết tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh. Quý tinh giải thần sẽ giúp người tuổi này tìm ra cách dung hòa mối quan hệ với mọi người. Nhìn chung, kết quả công việc chỉ ở mức khá, chưa khiến bản mệnh thực sự hài lòng, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Cũng phải trải qua những thách thức như vậy thì bản mệnh mới khám phá ra tài năng tiềm ẩn của bản thân. Tâm tính bất ổn thì phải học cách điều chỉnh càng sớm càng tốt. Đừng để cảm xúc bộc phát nhất thời của mình phá hỏng các mối quan hệ vốn đang tốt đẹp. Thời điểm vận khí đi xuống, tốt hơn hết nên lấy ổn định làm trọng, tiếp tục tập trung quyết định dự án cũ, hạng mục mới tính sau, đừng ôm đồm nhiều công việc cùng lúc. Về tài lộc, xem tử vi tháng 10 âm lịch của người tuổi Nhâm Tuất thấy rằng, bản mệnh thường có những quyết định sáng suốt liên quan tới tài chính trong tháng này. Đó là lý do không ít người tuổi Nhâm Tuất có tiền bạc sùng sình, các nguồn thu lần lượt đổ về mỗi ngày. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng cho những vất vả khổ cực mà bản mệnh bỏ ra để gia tăng các nguồn thu bằng nhiều công việc khác nhau. Nhất là những ai duy trì được lối sống tiết kiệm trong một thời gian dài, thì lúc này đã có thể tự mua món quà nho nhỏ để tự thưởng cho bản thân mình rồi nhé.
Tháng mới cho thấy Bát Bạch bay về hướng chính Bắc. Người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản dễ có cơ hội phát tài, đạt được thành công, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải thành công sau một đêm, mà đó là kết quả của nhiều năm qua. Ngoài ra, thời gian này, bản mệnh cũng có thể dùng một khoản tiền để làm từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn nữa nhé. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều tài sản của tín chủ, nhưng lại có tác dụng nhân đôi, nhân ba niềm vui đấy. Về tình cảm, xét về phương diện, chuyện tình cảm của Nhâm Tuất trong tháng 10 âm lịch được dự báo không quá suôn sẻ. Trong tháng Nguyệt Lệnh đi vào đất Mộ, những khác biệt giữa cả hai càng ngày càng lớn và chưa có dấu hiệu tìm được tiếng nói chung. Ở phía mình, người tuổi này do quá mải mê công việc của mình nên bản mệnh chẳng còn tâm trạng nào để ý tới chuyện tình cảm của mình. Đó là lý do hai người trở nên xa dần, tình cảm phai nhạt. Thực ra vấn đề không quá nghiêm trọng nếu bản mệnh chủ động giải thích để người ấy hiểu thông cảm, nhưng con giáp này lại lựa chọn cách im lặng. Lặng lẽ làm mọi thứ một mình mà không chia sẻ với đối phương, thậm chí có những người không may để cho thứ ba xen ngang, phá hoại hạnh phúc của mình. Thay vì tập trung vào kẻ đó, bản mệnh nên thay đổi thái độ, điều chỉnh bản thân để cứu vãn mối quan hệ hiện tại. Hơn nữa, thời gian dành cho công việc gần như chiếm hết thời gian riêng tư của người tuổi Nhâm Tuất. Chính vì chưa thể cân bằng được hai vấn đề này nên bản mệnh vẫn chưa thể tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. Về sức khỏe của người tuổi Nhâm Tuất xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt do nguyệt lệnh Lâm Mộ gây ra. Nhất là những ai đang có cuộc sống chông chênh lúc này, có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu. Nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu con giáp xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ. Bên cạnh đó cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản mệnh khi tham gia giao thông và làm việc chân tay máy móc. Khi điều khiển xe cộ cần tuân thủ luật lệ, đã uống rượu bia thì không lái xe, tránh gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác và chính mình. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch của người tuổi Nhâm Tuất. Tử vi tuần 1, người tuổi Nhâm Tuất cũng nên cẩn thận hơn với những phát ngôn của mình trong tuần mới. Khi bản mệnh thảo luận về những vấn đề liên quan đến công việc của người, có thể khiến lời nói của người tuổi này bị xáo trộn và đi chệch hướng khỏi ý định thật sự ban đầu. May mắn là tử vi ghé thăm trợ lực cho mọi việc hanh thông, nhất là những ai làm ăn kinh doanh dễ thu về nhiều lợi nhuận. Việc làm ăn đang tăng tiến mang tới cho bản mệnh nhiều hy vọng cho các kế hoạch của mình. Lời khuyên cho con giáp trong thời gian này cũng nghiêm túc đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực chăm sóc bản thân. Hãy lên kế hoạch cho một chế độ ăn uống lành mạnh và một lịch trình tập thể dục mà bạn có thể theo sát hàng ngày. Quý nhân Sửu Dần, tiểu nhân Tuất Tỵ, màu sắc may mắn xám vàng. Tử vi tuần 2, con đường sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất tuần này thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ như ý, lên một nấc thang mới. Bản mệnh có sự quyết đoán và dứt khoát nhất định, nhờ thế mà công việc tiến triển tốt, nhờ biết chọn đúng thời cơ, không để lỡ những cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Vận trình tuần này của bản mệnh lên xuống khá thất thường, do đó nếu thấy tỷ kiên ngáng đường, ngăn trở đừng lo lắng, vì ngày hôm sau, con giáp này đã có cách xử lý khôn ngoan. Thế nên trong tuần có gặp bất kỳ rắc rối nào, cũng hãy tự tin rằng bạn luôn có cách để xử lý mọi việc. Quý nhân Thìn Sửu, tiểu nhân Hợi Dậu, màu sắc may mắn đen đỏ. Tử vi tuần 3, tuần mới sự nghiệp của con giáp này có nhiều dấu hiệu khởi sắc, công sức đã đổ ra trước đây sẽ mang lại thành quả. Khả năng cũng được thừa nhận, người tuổi Tuất tuần này cũng không được xem nhẹ ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh, cái miệng có thể làm hại cái thân khi bản mệnh dùng những nhận xét tiêu cực không phù hợp hoàn cảnh. Ngoài ra, nhiều người còn vướng vào thị phi, kiện tụng, tranh chấp, gây ra thêm nhiều phiền nhiễu. Thiên ấn sẽ lập lại cân bằng cho tuổi Nhâm Tuất vào cuối tuần này. Thế nên trong tuần cuộc sống có thăng trầm lên xuống thì bản mệnh cũng đừng tiêu cực. Chỉ cần được xả hơi, gặp gỡ mọi người vào ngày cuối tuần là mọi căng thẳng sẽ gần như không tồn tại vậy. Quý nhân Mùi Dậu, tiểu nhân Thân Hợi, màu sắc may mắn tím trắng. Tử vi tuần 4, tuần mới hứa hẹn người tuổi Nhâm Tuất có thể đón nhận đại vận cực tốt của mình. Bản mệnh là người giỏi
ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, có khả năng nhìn thấu tuyệt vời, biết cách bắt lấy điểm quan trọng. Thời gian này là cơ hội để tỏa sáng, hãy tập trung nhé. Với sự tác động tiêu cực của ngũ quỷ không thể xem thường vì nó có thể gây ra những vấn đề liên quan tới sức khỏe. Nếu có bệnh thì bản mệnh nên tập trung chữa trị cho dứt điểm nhé. Nếu bản mệnh đã dành cả tháng qua để tập trung cho công việc và các dự án của mình thì đây là thời điểm thích hợp để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn. Quý nhân Ngọ Mão, tiểu nhân Hợi Tỵ, màu sắc may mắn tím hồng. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh thì tháng sinh cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Bởi dựa vào tháng sinh có thể biết trước được tương lai, tình duyên, vận mệnh và một phần tính cách của mỗi người. Những người tuổi Nhâm Tuất sinh ra trong các khoảng thời gian khác nhau sẽ có tính cách và số phận khác nhau. Vậy trong tháng 10 âm lịch năm 2023 này, những người tuổi Nhâm Tuất sinh vào ngày nào sẽ gặp được nhiều may mắn nhất thì xin mời quý vị theo dõi luận giải sau đây. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày mùng 1 âm lịch, tiềm vận bình thường, an ổn, tới trung vận bắt đầu phát triển, đôi lúc có thể gặp quý nhân trợ giúp nên có hy vọng phát đạt, có thành tựu, làm sáng danh tổ tông. Người này nên theo nghiệp quan trường, công chức nhà nước. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày mùng 2 âm lịch, có vận mệnh không tồi, nam thì thông minh, nữ thì xinh đẹp, bản chất con người thiện lương, hòa ái. Tuy tiền vận khổ cực, phải tự lập nhiều nhưng có chí khí, trung vận chuyển nghịch càng ngày càng phát triển, hậu vận giàu có. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày mùng 3 âm lịch, khá tốt về phương diện hôn nhân, gặp được bạn đời như ý, đôi bên chung sống hòa hợp hạnh phúc. Nhưng nên đề phòng việc không thể dài lâu, có thể có người mất sớm, từ trung niên bắt đầu nhiều may mắn, có thể hưởng vinh hoa phú quý. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày mùng 4 âm lịch, đối chiếu với kiến thức tử vi thì người này thông minh hiếu học, tài trí siêu quần. Nữ giới lấy được người chồng hiền lành chân thật, nam giới lấy được người vợ thảo hiền tài đức. Những năm đầu vận trình vững vàng ổn định, trung vận có tài sản tích lũy, hậu vận cát tường an vui viên mãn. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày mùng 5 âm lịch thì thông minh lanh lợi, hiểu chuyện nhưng hôn duyên không được tốt, không chỗ nương tựa, không có người để dựa vào. Tuổi trẻ gian lao vất vả, trung niên bắt đầu có khởi sắc, tuổi già an ổn. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày mùng 6 âm lịch, có vận may tốt, hay gặp chuyện thuận lợi, số mệnh giàu có, hiếu học thành danh, chủ yếu dựa vào bản thân mình chứ không thể dựa vào cha mẹ, tay trắng dựng nghiệp, tự là chủ. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày mùng 7 âm lịch, có tính cách phức tạp, có phần lập dị và xa cách với những người khác, nhưng bản chất người này rất chu đáo, tận tình. Nữ mệnh tốt số hơn nam mệnh, vận trình khá tốt, sống thọ. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày mùng 8 âm lịch là người tính tình lanh lợi, hạnh phúc yên bình, nhưng duyên phận với cha mẹ lạnh nhạt, nên ra ngoài lập nghiệp, rời xa cố hương thì mới đạt được thành tựu, tuổi già cát tường an khang. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày mùng 9 âm lịch cũng là ngày xinh đẹp, báo hiệu con người có dáng vẻ đoan chính, tuổi trẻ thuận hòa yên vui, hậu vận rất tốt, danh lợi song toàn, có phúc có đức. Một đời sống lương thiện, có tâm sáng, là người từ bi nên luôn được yêu quý và kính trọng. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày mùng 10 âm lịch, tuổi trẻ cực khổ, nhân duyên với gia đình rất mỏng manh, từ trung niên bắt đầu phát vận, là người hưởng phúc muộn, càng về già càng khấm khá. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 11 âm lịch, có mưu trí thâm sâu, làm việc quyết đoán, giỏi tính toán, từ trẻ tới trung niên đều rất vất vả, khổ cực, nhưng tuổi già được hưởng phúc. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 12 âm lịch là người có tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng, chịu được khổ cực, cần kiệm liêm chính, tuổi trẻ bình thường, trung vận có chuyển biến, hậu vận rất tốt, công danh lợi lộc đều có. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 13 âm lịch sẽ gặp nhiều điều tốt, hậu phúc to lớn, có cát tinh soi chiếu nên phúc lộc có thừa, phú quý viên mãn. Cuộc đời không có gì phải lo buồn, sướng từ trong trứng cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 14 âm lịch có tính cách thận trọng trầm tĩnh, tuổi trẻ bình thường, trung vận có nhiều chuyển biến, mọi chuyện sẽ dần tốt lên, con cái hiếu thuận, phúc phận rất dày. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày Rằm âm lịch có vận trình hài hòa về hôn nhân, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau nhưng lại hình khắc con cái, thường xuyên nảy sinh tranh cãi mâu thuẫn, tuổi trẻ không mấy tốt đẹp. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 16 âm lịch là người thông minh hiếu học, có năng khiếu nghệ thuật. Tới tuổi trung niên thì tài nghệ thành thạo, có thể dùng tài để kiếm tiền. Người này nửa mừng nửa lo,
ngoài thân thanh thản nhưng trong lòng phiền muộn. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 17 âm lịch, có sức chịu đựng tốt nhưng lý trí không đủ mạnh, không có hậu thuẫn từ gia đình, tự lập thân, lập nghiệp, trải qua nhiều vất vả gian khổ thì tuổi già phát triển, cả nam lẫn nữ đều là mệnh phát đạt. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 18 âm lịch, túc trí đa mưu, thông minh nhanh nhẹn, tính tình hoạt bát nhưng nóng nảy nên dễ đắc tội với người khác. Duyên phận với cha mẹ thưa mỏng, tự thành gia lập nghiệp. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 19 âm lịch, có cả danh cả lợi, vượng đào hoa nên đến tình cảm có rất nhiều biến cố. Cẩn thận mắc bệnh phụ khoa, tuổi trẻ bình thường, về già có phước. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 20 âm lịch là người có vận trình tương đối sáng. Năm mệnh tuy không thể dựa vào người nhà nhưng bản thân rất mạnh mẽ nên xuất ngoại để phát triển, về già phúc hậu may mắn. Nữ mệnh thích nói thích cười, nhân duyên tốt, vượng phu ích tử, đảm đang việc nhà, có nhiều phúc đức. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 21 âm lịch, năm mệnh lấy được vợ hiền, có tài có đức, từ trung vận vững vàng, tuổi già viên mãn. Nữ mệnh tính cách ngây thơ, dễ tin người nên chịu nhiều vất vả, gia đình hòa thuận, có tài lộc. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 22 âm lịch, tư chất thông minh, có lòng lễ nghĩa. Tuổi trẻ gian nan vất vả nhưng trung vận nghịch chuyển, có thành công, tài lợi song toàn. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 23 âm lịch, tính cách không đáng tin, làm việc bất định, có tính hiếu chiến, trước trung niên không thể phát triển được, càng lớn tuổi phúc vận càng tốt, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, con cái hưng thịnh. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 24 âm lịch, lanh lợi khéo léo, làm việc cẩn thận, được người khác kính trọng nhưng nam mệnh khắc vợ, nữ mệnh không tốt bằng nam mệnh, thường bỏ công mà không thu được lợi. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 25 âm lịch, được xếp vào một trong những ngày sinh tốt của người tuổi Nhâm Tuất. Sinh vào ngày này thì nam mệnh rộng lượng, thích làm việc tốt, tính tình phóng khoáng, lấy vợ hiền lương. Nữ mệnh cần kiệm lo toan, giỏi vun vén việc nhà, cuộc sống an vui, có số vượng phu ích tử. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 26 âm lịch là người có lòng từ bi, làm việc không quan trọng lợi lộc, trước khổ sau sướng, không bị thiệt thòi, tuổi già hưởng phúc ấm. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 27 âm lịch có tiền đồ rộng mở, tuy vận trình nhiều biến động nhưng từ trung vận có thể đạt được mục tiêu. Hoàn thành nguyện vọng, nữ mệnh vượng phu ích tử, giúp chồng nuôi con đều tốt. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 28 âm lịch có số khổ mệnh, vận trình trắc trở nhấp nhô, không thể dựa vào cha mẹ, kết hôn sớm thì xung khắc, lập gia đình muộn mới tốt, tuy không tới mức giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, không nghèo túng. Người tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 29 âm lịch, vận trình khổ trước sướng sau, từ nhỏ đã vất vả, chịu nhiều mệt nhọc, nhưng từ trung vận sẽ thay đổi, phát triển tốt đẹp. Nam nhờ lực của vợ, nữ dựa vào sức chồng mà có cuộc sống ngày càng thuận lợi. Người tuổi Nhâm Tuất sinh vào ngày 30 âm lịch, thông minh hoạt bát, thích làm việc thiện, từ trung vận bắt đầu phát đạt, tài lộc dồi dào, tiền đồ vô cùng rộng mở, không những nhiều phúc mà còn thọ lâu dài. Quý bản mệnh tuổi Nhâm Tuất thân mến, người xưa có câu, dựa vào núi, núi sẽ đổ, dựa vào sông, nước sẽ chảy đi, dựa vào người, người bỏ đi mất. Sống trên cõi đời này, muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Kỳ thực sức mạnh của bản thân mỗi người là vô hạn, chỉ có điều là chúng ta có kiên trì để hoàn thiện bản thân hay không. Vậy nên thay vì dựa vào người khác, bạn hãy dựa vào chính bản thân mình. Có như vậy bạn mới giống như cây cổ thụ, luôn đứng vững trước phong ba bão táp của cuộc đời. Có câu nói rằng, bạn có thể tận hưởng bóng mát bằng cách dựa vào một cây lớn. Ai cũng mong muốn mình có được một cánh tay vững chắc để dựa vào. Để có thêm niềm tin trước cuộc sống đầy sóng gió này, hậu phương kiên cố cũng giúp cho sự nghiệp của bạn sẽ lên như diều gặp gió. Nhưng một khi bạn đã mất đi sự hỗ trợ đó và phải dựa vào sức mạnh của chính bản thân mình để tiến về phía trước, thì bạn sẽ luôn cảm thấy cô đơn và thiếu đi động lực trong cuộc sống này. Đánh giá sự phát triển tương lai của một người không dựa trên việc họ có bao nhiêu của cải, danh vọng và địa vị, cũng như họ kết bạn với ai hay họ có bao nhiêu quyền lực, bởi vì những điều trên đều là những điều kiện bên ngoài, sẽ không có điều nào trong số đó sẽ quyết định tương lai của một người. Một người có thể thực sự đáng tin cậy khi họ cho phép bản thân không ngừng đột phá và hoàn thiện bản thân. Vì vậy có thể nói rằng chỗ dựa lớn nhất của một người thực ra chính là bản thân họ. Nếu không có thể tư duy nhìn xa trông rộng và không có lòng kiên trì bền bỉ thì cuối cùng họ cũng sẽ chẳng có gì cả.